đẹp nhất Đức. Đức có chỗ khác của khách hàng của tụi nó đó. Anh cá là người này không tiến sĩ làm mà. Tới rồi kìa anh, sắp xếp tất cả chưa? Dạ em chuẩn bị rồi, mời anh. Được rồi. Dạ. Dạ. Em xin chào anh. Một điều mới. Giang hồ phải đặt chơi trò lịch sử. Dạ. Em chờ từ chiều, sợ không tới. Mời lên lầu chúng ta nói chuyện. Mời anh. Mời mấy anh vào cả bên trong mà khỏi. Tôi nói chuyện với anh được rồi. Dạ, tùy mấy anh ạ. Bà Tím ơi, mở cửa bà Tím ơi. Trời ơi, cô hồn cắt đảng ở đâu mà gõ cửa giờ này không biết nữa. Làm gì mà lâu vậy? Chờ chút coi, làm gì giặt vậy mày? Trời ơi, hú hồn hú vía ông địa thằng tài. Bán cho thuốc đi. Bán gì? Thuốc chứ còn gì nữa. Thuốc, tao này vừa có thuốc bán cho mày. Vả lắm rồi bà còn lèn nghe hoài à. Bán đi. Mày ở đâu tới? Nhìn mặt mày, lạ quá à. Thì bọn nó chỉ ở đây có. Bán đi mà. Tao đâu có, thằng nào chỉ cho mày á, mày kêu thằng đó bán cho mày đi. Nè, làm ơn, bán cho tôi đi, vả lắm rồi. Nhanh lên, vả lắm rồi. Dạ, em xin mời anh ạ. Nè, muốn bàn chuyện gì sao không bàn đi? Mà cứ đi qua đi lại hoài vậy. Dạ, tại tôi quen rồi. Tôi sợ mà. Ở đây lo sợ lắm. Đêm nào cũng lo sợ hết. Ông biết nhờ tụi tôi chi phí mỗi đêm tiền bảo kê là bao nhiêu không? Dạ, em biết rồi. Nhờ mấy anh giúp đỡ cho. Chỉ cần chuyện này em đẹp thì bao nhiêu tiền cũng được hả? Dạ, phải yên ổn thì tụi em mới làm ăn được chứ. Để khách vào đây phi thuốc. Chuyện hàng công khai như vậy mà muốn gọi bảo kê. Ông tưởng tôi con nít hả? Hay là đầu to ốc trái nhân? Dạ, dạ không, không có đâu anh. Ta thấy tình hình căng quá. Vì mà Đức bắt mình đứng đây canh cửa là sao ta? Đại ca làm cái gì cũng có lý của đại ca. Để coi sau đã. Ê, có chuyện gì dưới kìa. Gì vậy? Giả tết địa bàn chính sĩ được quậy phá hả mày? Chắc mày chẳng sống nữa hả? Thằng chính sĩ, cô chừng nó đại ca. Đủ chưa? Hãy tiếp tục. Thôi thôi, giờ thôi thôi. Lấy từ này hãy đi tập. Mẹ mày, con sống không chết. Không chết chứ, bằng tôi hả? Hả? Để tôi thấy không chết cũng nhanh. Mày đi. Buông nó ra. Để coi nó dám giỡn cái trò gì nữa. Chính sĩ, mày tính nhờ thằng đó gài bẫy tụi tao chứ gì? Tao biết ngay từ đầu rồi. Sao? Mày tính sao? Tao
chịu thua. Không cần tụi mày bỏ ra. Cô em. Dạ. Cái địa bàn này bây giờ em giao cho hai anh em mày. Dạ, cảm ơn đại ca. Ây da. Tao nói rồi á, mà cô anh không nghe. Đại ca làm cái gì cũng có lý hết mà. Đi. Đi kìa. Tưởng ông ngon lắm chứ. Chị Hảo. Chị Hảo. Đức. Ủa, là em hả Hạnh? Chứ chị tưởng ai? Không có gì. Sao chị không vô trong phòng ngủ? Tại vì hồi tối chị thức ráng đọc xong mấy chương sách mà mệt quá nên ngủ luôn. Chứ không phải chị thức vợ ai hả? Hả? Nói thiệt em biết đi. Trời đâu có, chị đâu có đợi ai đâu. Chắc tối nay anh hai không về nữa rồi. Đâu có, chị thấy gần đây Đức ít ngủ ngoài lắm, khuya mấy cũng ráng về mà. Chắc là sợ em lo đó. Có lẽ hôm nay anh hơi nhiều việc thôi. Phải chi á, mình biết chỗ anh hai làm, chị em mình nấu đồ ăn đem tới, chắc anh hai vui lắm hả chị? Ủa, mà anh hai em không nói cho em biết chỗ làm của ảnh hả? Dạ không, anh hai nói á, ở đó là chỗ xây dựng phức tạp, không có muốn chị em mình tới đó. Với lại công trình cũng thay đổi hoài à, lúc chỗ này lúc chỗ khác. Đi nhanh đi. Đại ca, nghe nói vũ trường xanh xanh của thằng chính sĩ bị thằng Đức cướp rồi. Tự nhiên đánh ba lá đó là làm gì? Có chuyện đó nữa hả? Dạ, nghe nói cả đám đàn em của thằng chính sĩ nhao nhao đòi nhập bang thằng Đức. Trong một đêm, thằng chính sĩ nhục nhã không cách gì rửa hận được. Thằng đó lúc này làm trùm của bang ngũ tím rồi. Một kia chỉ là con bù nhìn thôi. Thằng cha lợi hại lắm, mới lên có mấy tháng mà thâu cả chục địa bàn ngon lành được. Cái gì mày? Lại là nó. Thằng tên đen trước lúc rời khỏi đây còn nhờ tao rửa nhục nhục. Để tao coi nó có bản lĩnh cỡ nào hả? Hả tụi mày? Hả? Đại ca, tụi nó đang nằm đen ngoài cảng, trước sau gì mình cũng đụng độ thôi. Đừng nói chút lấy, nhưng tao không có cách nào khác hết. Cứ để cho nó thâu tóm hết tất cả đi, rồi cuối cùng cũng về tới tao thôi. Đại ca đừng coi thường nó cho đại ca. Mày ngán lắm. Mày ngán rồi hả? Mày không bỏ nó lắm hay không? Dạ không. Bỏ nó đi. Thank you.
Giái làm gì cho mắc công. Cô cứ cúng cho ông vài viên đá, ông hút vô lần lưng rồi xin cái gì cũng được mà. Thằng quỷ, thần thánh mày cũng dám ăn nói kiểu đó hả? Coi chữ ông lên phục lưỡi mày á. Đại ca trên lầu hả? Hả? Đại ca nào? Cô ngon quá ha. Bộ tụi này có nhiều đại ca lắm hay sao mà cô hỏi như vậy? Hả? Tao đâu có biết. Hồi đó có thằng nói với tao á, thà chết chứ không bao giờ kêu đại ca. Đại ca còn ở trên lầu không? Sáng giờ tao không thấy. Vậy là bà chưa biết gì hả? Vậy là cái gì? Vũ trường xanh xanh, đại ca chính thức giao cho cô anh quản lý. Hả? Tha hồ mà hốt bạc. Hôm nay mới mua bia về uống nè. Cái gì? Mày nói thiệt đó hả? Chứ sao? Bằng chính trị đâu? Chết. Chết mẹ rồi. Nó mà biết mình bán hàng ở đây hả? Có nước là tiêu tùng quá. Cô nói gì đó? Cô nói thì cô phải nói lớn lớn người khác mới nghe được chứ. Thằng quỷ, tao nói. Quá, không ở được nữa. Xây nhà hả? Nhưng mà tiền ở đâu hai con? Thời gian vừa qua anh đã đi làm ngày làm đêm, cũng chỉ giải được một chút ít. Nếu như có thiếu á thì hai chị mặn thêm. Mà mình xây nhỏ mà có tốn bao nhiêu tiền đâu đây. Đại ca, khu cảng đó cũng ít tàu dở hàng lắm. Bây giờ mình có giành giật cũng kiếm không được bao nhiêu. Đại ca thấy có đáng không? Đồ ngu. Bây giờ quan trọng không phải là tiền, mà là danh dự. Chỉ cần lấy được khu cảng đó, coi như là đập vô mặt thằng nhóc một vố không ngóc đầu lên nổi. Biết chưa? Dạ dạ đại ca. Nhưng mày sợ hả? Khu vực cảng nằm trong địa bàn ngầm của chính sĩ trước đây, giờ phụ thuộc vào nó hết. Em chỉ sợ. Chỉ cần làm theo tao là được. Mẹ nó, muốn thống nhất giang hồ hả? Dựa vào nó sao? Chừng nào còn có tao ở đây thì đừng có mơ. Vậy đại ca tính làm gì đại ca? Mày báo tụi nó tối nay tập trung tất cả ngoài cảng, không được thiếu mặt đứa nào. Dạ. Nếu thằng nào trốn, tao sẽ cho chết. Dạ đại ca. Còn vụ thằng chính sĩ nhận mình trước đây, bây giờ mình tính sao đại ca? Đồ điên. Tao rảnh quá phải đi lấy số giùm nó hả? Cứ kêu nó ở yên đó đi. Nhỏ giả nhìn, tao giành lại địa bàn từ tay thằng nhóc đó. Thằng chính sĩ, nó tiếp cận thằng kia, nó hiểu rõ hơn mình, hay là... Đúng không? Em xin lỗi đại ca. Sau đêm nay, thằng đó chết rồi, tao cần tìm hiểu cái gì nữa, hả? Dạ. Phó Ngọc ca, anh Đức,
trời, trăm nghe không bằng một thấy. Anh đẹp trai quá à. Vụ gì đây? Thì chuyện kết nghĩa của tao nữa. Chỗ làm ăn mày dẫn tới đây chi? Thằng cô em nói mà em đâu có tin. Anh vừa đẹp trai, vừa lãng tử nữa. Đúng cô của chị luôn nè. Trời ơi, chị nghe em nói nữa. Anh tên Đức hả? Em là Thanh. Người ta hay gọi em là Thanh Hình Hệt. Em ở tiệm cầm đồ ở quận 3 nè. Nghe thằng cô em kể về anh lại muốn gặp anh liền. Khi gặp anh ở ngoài thì em thấy anh cần hơn lời của em kể nữa. Cô gì? Hả? Gì? Tôi cười không được hả? Ông làm gì mà ông cản tôi vậy? Gì? Anh Đức có người yêu chưa? Đại ca, em có vui miệng nói cho chị Thanh nghe về anh. Em thấy đại ca cô đơn, chị Thanh cũng gầy gánh giữa đường cho nên. Anh Đức, chờ em với. Mày đi đâu vậy? Không đỉnh thiệt, mày chết chắc luôn. Trời. Trời. Em không ngờ là công việc của anh hai tốt vậy á. Chắc là ba mẹ trên trời phù hộ cho ảnh. Chị có nghĩ vậy không? Ủa mà Đức không nói cho em biết là anh làm nghề gì hết hả? Dạ không. Nhưng mà em nghĩ làm nhiều tiền vậy chắc công việc không có nhàn hạ đâu. Với lại chắc anh hai sợ chị em mình lo. Em biết tính anh hai mà. Chị biết. Có điều người làm công chức muốn xây sửa nhà còn khó nữa. Vậy mà chị cảm thấy nghi ngại lắm. Không biết là công việc anh hai em làm là thế nào nữa. Chị sợ anh hai làm chuyện gì xấu hả? Trời, làm gì có. Sao mày nghĩ chị nghĩ như vậy chứ? Em được như ngày hôm nay á, tất cả là do anh hai lo cho em. Em nghĩ là chắc anh hai không làm gì em mình thất vọng đó. Chị biết mà. Thôi chị em mình qua bên kia là cái gì ngon ngon nấu cho anh hai một bữa đi. Em sợ mai mốt qua nhà mới rồi á sẽ không có được nấu ăn thoải mái như bên này đâu nha. Có đồng tình gì không? Dạ không, tin nhắn lắm. Hình như tụi nó chưa thèm tới địa bàn này. Nó sẽ tới thôi, tao thừa biết. Đây là địa bàn quan trọng trong khu vực này. Nếu nó không tới thì nó chưa được gọi là thằng chùm hoàn hảo được. Đại ca, em ra ngoài đường, em dò thử coi sao. Tao đã bắn tin khắp nơi, sớm muộn gì cũng tới tay tụi nó. Vậy mình phải làm sao đây đại ca? Đừng luôn. Còn làm gì nữa? Dám ra gà đuổi sống đuổi chết thì thôi. Không lẽ mày muốn làm hộ chiếu cho nó nữa hả? Dạ, em xin lỗi đại ca. Đánh đi. Bài ngon nằm hết ở đây rồi. Đừng có trách thằng Sứ vô tình nha. Đánh thì đánh đi, nó nhiều quá. Đại ca, đại ca ơi, chết rồi. Hỏi làm cái gì? Chết rồi, ngoài cảng. Ngoài cảng. Tụi bay lấy tiền ngoài cảng chứ đâu phải móc hàng ở đây đâu. Ồn ào quá, để tao xử nó. Không phải, có đám khác giành địa bàn ngoài cảng. Bây giờ tụi em không làm ăn được gì hết. Chú nào cũng ngày trời đó vậy. Tụi hãy lé. Tụi nó chặn tiệm bốc xếp rồi còn đánh người của mình nữa. Bây giờ ở ngoài cảng cứ loạn hết cả lên. Đại ca đâu rồi? Chuyện nhỏ như vậy á, thường gì phải tới anh? Bộ tụi mình không giải quyết được hay sao? Đi, đi thôi em. Mày cũng con dám bỏ tới đây. Đại ca, đó là đại ca. Đó này đại ca, thấy chưa? Đại ca mà chỉ là con chó hèn nhát thôi. Chốn mà chứ gì? Là mấy mày không dám ra mặt mà đòi giành địa bàn với tao hả? Để em đập cho nó một trận ngay nè ca. Tôi cần. Cứ để nó tỉnh táo, để nó thấy rõ ràng tao giành địa bàn từ tay đại ca nó như thế nào.
Đại ca, tụi nó tới rồi. Chiều tới rồi, lên thằng nào? Tụi của anh bảo kê khu cảng này, không có tụi nào. Tụi chụp tới đâu? Anh hai! Anh hai, em học chị Hảo mấy ngày mới nấu được khẩu qua nhồi thịt đó. Vậy mà, hay là anh hai ăn miếng rồi hãy đi được không? Anh hai ăn ở ngoài vừa không ngon mà vừa mất vệ sinh nữa. Với lại hôm nay chị Hảo đi học thêm rồi, em không muốn ăn cơm mình đâu. Thôi được rồi, em gái của anh mà nhõng nhẽo á thì anh hai cũng phải chịu thua. Anh hai ăn cơm với em rồi anh hai đi làm được chưa? Dạ được. Em nhớ hồi đó lúc mà mẹ nấu món này á, anh hai với ba ăn 4 chén cơm luôn, anh hai nhớ không? Nhưng mà mẹ mất sớm quá, em chưa kịp học nữa. Mai mà có chị Hảo giúp em á. Anh hai, em nhớ ba má lắm phải không? Tuy là ba má mất rồi, nhưng mà có anh hai thương em vậy á, đâu có ai sướng bằng em đâu. Là đám tôm tép tụi bay, tao tưởng là đám thần thánh rồi đó chứ. Mày biết khu vực này của ai không? Dám đụng vào, ủa mày muốn chết hả? Của ai? Nếu là của đám tôm tép tụi bay á, không cần phải nể. Tao nhắm chỗ này rồi, bắt đầu từ ngày hôm nay tụi tao sẽ bảo kê đây. Tụi mày biến đi, nếu không sẽ không có tôi được tích mày đâu. Mẹ mày làm biến nè, hồi nãy vui lắm mà sao bây giờ mặt mấy xì vậy? Em thấy anh Hà đi làm cực khổ quá, đêm khuya cũng không được ngủ, em xót quá. Xót cái gì mà xót, bây giờ anh là anh hai của em, nếu vậy kiếp sau á em làm chị hai của anh đi. Anh hai hứa với em nha, nếu như mà công việc cực quá đó thì anh hai đừng làm nữa. Mình đâu có cần ở nhà cao cửa rộng gì đâu, chỉ cần anh em lúc nào cũng quay quần với nhau là hạnh phúc lắm rồi. Đại ca, đại ca, có chuyện rồi. Đại ca mau nhanh lên. Anh hai, tới chỗ làm rồi nói. Anh hai, đại ca làm sao hả anh hai? Đâu có gì đâu, ở công trường của anh á gọi vậy quen rồi, sở dĩ tại vì anh hai vô làm trước, anh hai còn chỉ nó một số việc nữa cho nên nó gọi anh là đại ca cho hầm hố chứ không có gì đâu. Xưng hô gì mà kỳ cục quá. Thôi vô nhà nghỉ đi, anh hai còn phải đi làm nữa, nhớ khóa cửa cẩn thận, dạo này á trộm cướp lộng hành lắm. Anh hai đi nha. Dạ. Ai cho mày tới nhà tao? Em không cố ý. Nói, thằng nào chỉ dẫn cho mày tới nhà tao? Thằng Xíu hả? Dạ không phải, tại bữa trước em chở đại ca về nên em nhớ. Tao đã nói với tụi bay gì hả? Tao đã biết bao nhiêu lần rồi, không được tới nhà tao, không được tới nhà tao cơ chứ. Người của mình sắp tiêu hết rồi. Mày nói cái gì? Anh em mình đang gặp nguy hiểm ngoài cảng. Ở ngoài cảng, thằng Hải Lễ tụi nó đông quá, tụi em đánh không lại nổi. Đại ca, đại ca cứu tụi em đi đại ca, ra ngay đi đại ca. Nghe nói đại ca tụi bay quay phong lắm mà, là một hiện tượng mới trong giới giang hồ. Mày mày quá ra chứ không đủ lúc đầu. Mày cứ cười cho đã đi. Đến khi đại ca của tao tới, mày muốn cười, mày cứ cười tới đâu mà chó. Tao muốn tưởng tới với mày, mày giờ giống chó nữa. Đại ca, con đang giả sử sao? Đứa nào đầu hàng á thì tôi nằm, còn những đứa cứng đầu á thì dưới lại vô dụng. Sự
giữ nó cho tao. Dạ. Đưa đồ chơi đây, tao xử tụi nó. Đại ca, đại ca, nó đòi xử hết băng tụi mình, nó đòi chiếm luôn bất cả. Xử tụi nó đi đại ca. Thì là chính là mày. Thì ra là thằng trộm vàng. Mày mà làm đại ca thì chắc tao phải làm thượng đế. Mày cũng nhảm nhí lắm nhiều đó. Thằng ngu như mày làm gì được tao. Nhưng tao nói cho mày hiểu, cho mày khỏi áp bức nè. Thằng cướp trả tiền cho tao làm chỗ đó đó. Dù cho mày là thằng trộm cắp sao hả? Nghe đồ má mày nghe tin này đều sắp chết rồi phải không? Mày má mày gặp mày lúc đuối quá, chỉ là chấp nhận thôi, đâu có nghiêm trọng gì vấn đề đó đâu. Còn mày nữa, sau này mày sống cho đàng hoàng, đừng có đắc tội với mấy thằng có tiền, nghe chưa? Tao giết mày. Em xin đại ca bình tĩnh. Bình tĩnh đại ca ơi. À. Đại ca, đại ca đang bị thương đi đâu vậy đại ca? Nó nói đúng rồi đại ca, phải tính kỹ mới được đại ca. Đại ca, thằng Đức nó liều lắm. Hôm nay đại ca thấy rồi đó. Địa bàn đó cũng không đáng giá bao nhiêu, mình còn chỗ khác tốt hơn mà. Thôi bỏ đi đại ca. Bỏ cái mấy cha mày. Mày hỏi nó có bỏ không? Cái thằng đó, tao không giết nó thì cũng giết tao à. Tao phải giải quyết sớm cái chuyện này trước khi quá muộn. Đại ca. Đại ca. Đại ca. Thằng Đức, muốn cha mày. Đưa đi. Ê, chuyện gì vậy? Đại ca. Không xong rồi. Bị đánh trúng đầu hả? Con chừng bị khùng luôn đó. Bà không nói không được hả? Tụi nó chắc sợ vãi cái đáy ra đó anh. Anh, để em đưa anh lên đầu nghỉ nha. Anh Đức. Đại ca, đại ca, em là thằng xíu nè. Anh sao vậy? Lấy cho tao cái ông ơi. Dạ. Đại ca, nè. Đại
ca lên lầu nghỉ đi. Tụi nó chắc đáy ra cuộc cả rủ ở đây ca. Đức à, tôi biết là Đức đang nhớ tới ba má. Nhưng mà bây giờ hai bác đã yên nghỉ rồi. Nếu như em Hạnh thấy cảnh này, Hạnh sẽ lo lắng lắm đó. Tôi biết bây giờ Đức đang cần không gian riêng. Khi nào bình tĩnh lại, tôi sẵn sàng nghe Đức tâm sự. Đã xảy ra chuyện gì khủng khiếp lắm phải không Đức? Nếu một ngày nào đó chị gặp lại một người đã khiến chị tan nhà nát cửa, nhưng nó lại không một chút ăn năn hối cải, thậm chí cả một lời xin lỗi cũng không có, vậy chị sẽ làm sao? Không lẽ Đức lại chạm mặt Tuất sao? Đức à, Đức đừng làm chuyện gì dại dột nha. Nó không đáng để cho Đức phải đánh đổi cả cuộc đời của mình đâu. Trời đất ơi, hai thằng mày giờ này còn ngồi uống cà phê được nữa, giấu ông nội tao quá à. Cái gì vậy? Kiến cắn cô hả? Làm cái gì nhảy cơ tân vậy? Cô không vui hả? Không vui thì đi nói với đại ca là thuê cái nhà riêng cho anh em tụi tôi uống cà phê. Được rồi, uống đi mấy thằng ông nội. Nghe nè, cái vụ hôm qua ở cảng á, trời ơi, không ổn rồi. Công an nó đang quần nắm bắt tình hình. Cái vụ này càng lắm á. Công an phường hay thành phố? Rồi cô có nghe họ bắt được thằng nào chưa? Chắc không rồi. Nếu mà bắt được một thằng à, dễ gì vậy? Giờ này hai đứa bay còn ngồi yên ở đây. Cái gì? Bà tính trù ẻo tụi này đó hả? Cái thằng cô anh, cô anh, thiệt tình tối qua có chuyện gì vậy? Đại ca đâu? Sao tao không biết, tao không hiểu gì hết trơn á. Cô thôi đi, tôi cũng có biết cái gì đâu. Cô không biết gì hết hả? Cô biết thằng Hải Lé không? Thằng Hải Lé chính là người đã hại chết má của đại ca. Đêm hôm qua mà không có động á, là đại ca đã chém chết mẹ thằng Hải Lé rồi. Chuyện này á, chưa có dừng lại ở đây đâu. Ừ, dĩ nhiên rồi, thằng Hải Lé hả, không có vừa gì đâu. Tao á còn phải lép vế đó. Hồi cái vụ mà tranh chấp mà địa bàn mua bán ở chợ ga đó, nó chém lê lết cũng cả chục thằng đó mày. Lần này mà đụng tới nó hả, chắc chắn là không yên rồi. Cô bớt lại mấy cái lời dư thừa đó đi. Đại ca nghe được thì con có yên không? Cô có được lúc nào như đại ca đâu mà so sánh kiểu đó. Mày đại ca,
Làm cho anh một ly cà phê đi. Dạ, cô Tím. Đại ca, không xong rồi. Không xong cái gì, nói rõ lên coi. Em may mắn mới chạy kịp, công an dí quá, xem chút lại bị bắt rồi. Làm vậy thì trái với đạo nghĩa giang hồ lắm ông ơi. Thì đúng đó đại ca, giang hồ á, thù hận cách mấy cũng không nên dính dấp tới công an. Chơi vậy á là không đẹp chút nào hết đại ca. Đại ca cẩn thận. Còn đau đại ca. Mẹ kiếp, sắp chết tới nơi mà còn muốn chơi đẹp nữa hả? Thằng Đức không có công an khóa tay thì bốn thằng mày, thằng nào ngang được nó lấy mạng tao hả? Mày hay là mày? Đừng để cho tụi nó yên phút nào hết. Chặn từng đứa mà xử, mặt khác báo cho công an tóm gáy nó. Nhưng đừng để gì thế, để tụi mình mất mày, nhục lắm đó. Mày hiểu chưa? Dạ hiểu. Hiểu chưa? Dạ hiểu đại ca. Hiểu đại ca. Chưa?